119, xin mời bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin kính chào tất cả mạnh thường quân và cũng như là nhà báo và cũng như là soạn giả và báo cáo chiến hào Sơn Việt và tất cả các cô chú nghệ sĩ và quý anh youtuber dễ thương với lời chào thân thương và thân ái nhất ạ. Dạ, sáng sớm có dịp xuất xuất thì không có quyền bỏ qua và thông cảm, thì lý do là sáng hát hơi bị căng chút xíu. Xin toàn thể quý vị thưởng thức với một bài tiết đoạn ngắn của chương trình Đăng Minh trước đoạn của mang tên Vụ Án Mã Ngô Huyện Đình Dùng được thích ạ. Dạ sáng chưa ăn gì chưa hát có gì sai sai xíu không có bị mệt. Hãy trả con tôi lại cho tôi, xin hãy trả con tôi lại cho tôi. Trời ơi sao nào chớ con tôi ngàn sợ bỏ lối cũng tôi như tình duyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con mình anh còn đâu. Cảm ơn thầy, quý vị xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn ạ.